이번에 한국에서 패싱 대회가 열리는데 형 딱 한 판만 대줘 마지막으로 Just one round Nothing more please In Korea? Sau thành công của hai bộ phim Train to Busan và The Outlaw đã đưa danh tiếng của Ma Dong Suk vượt qua khỏi biên giới Hàn Quốc. Với khả năng diễn xuất đa dạng từ người chồng hài hước, luôn yêu thương vợ con và sẵn sàng hy sinh cho gia đình, cho đến một thanh tra chính trực ngang tàn, quyết tâm truy đuổi tội phạm cho đến cùng, anh đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả. Mùa hè này, Ma Dong Suk sẽ tái xuất trên màn ảnh với khán giả Việt Nam vào vai diễn anh chàng cơ bắp sống nội tâm thầy Cốc Thâm trong bộ phim hài Chuyện chàng cơ bắp. Trong phim, anh vào vai Mark, một nhà vô địch vật tay hết thời. Anh tuy là người Hàn Quốc nhưng lại được nhận nuôi tại Mỹ từ nhỏ. Yêu thích thể thao và có sức mạnh phi thường. Anh tham gia cuộc thi vật tay tại Mỹ nhưng bị vu cáo là dàn xếp kết quả và bị cấm thi từ đó. Để trang trải cho cuộc sống, anh là bảo vệ ở hộp đêm và siêu thị. Công việc nhàm chán, Mark hoàn toàn lãng phí tài năng cho đến khi anh tình cờ quen cậu sinh viên Hàn Quốc Jin Ki, người có biệt tài xoay tiền trong mọi tình huống và thường tự coi mình là một ông bầu thể thao. Mark quyết định trở về quê hương và Jin Ki đã tiết lộ anh biết về nơi ở của mẹ ruột. Từ đây anh gặp người phụ nữ được cho là em gái, nhưng Mark phát hiện ra dường như anh không hề có một chút ký ức nào về chuyện này. Đồng thời, anh cũng không biết Jin Ki đã nhằm thỏa thuận để bán độ trong cuộc thi sắp tới. Có thể nói, vật tay là một môn thể thao còn cực kỳ mới lạ tại Việt Nam. Về luật chơi, vật tay quốc tế có tới 32 điều mục, kỹ thuật khá đơn giản, nhưng nếu không rõ, vận động viên có thể bị chấn thương cổ tay hoặc gãy tay. Dù trong phim hay ngoài đời thật, khi thi đấu, các vận động viên phải đặt tay lên mặt bàn thành góc vuông, khóa cứng khớp cánh tay, áp sát người vào bàn, tạo tư thế vững chãi. Lúc vật, người chơi chủ yếu dùng lực từ bắp tay, khớp vai để vít đối thủ, tuyệt đối không nên dùng lực từ cẳng tay để phòng chấn thương. Xem bộ phim, khán giả có thể thấy được rằng thi đấu vật tay cũng không hề đơn giản và cũng hào hứng không thua kém gì các môn thể thao khác. Chuyện chàng cơ bắp dự kiến khởi chiếu từ ngày 29 tháng 6 2018 tại các cụm rạp trên toàn quốc.